Hôm nay mình mới nhận được một thùng hàng từ ở Việt Nam sang. Bây giờ mình mở cho các bạn xem nha. Tiền cước ở Việt Nam á, nếu mình gửi nhiều á, thường 1 ký á, nó là 1 triệu 1 triệu 3 một ký, 1 triệu 300 ngàn. Mà nếu mà mình gửi nhiều thì cái giá sẽ rẻ, còn 350 ngàn. Lần trước Quyền cũng nhận thùng á 10 ký mà không có thùng mút, bây giờ nó bỏ vô thùng mút nè. Nó làm vậy lát mình cân cho cái thùng không là nhiêu. Nó cũng tính thùng không của mình nữa chứ. Lần trước cũng gần ký lô 800 gram. Thời gian đi qua đây là 23 tây tháng 9 nó chuyển qua, mà hôm nay 7 tây. Hôm nay 7 tây coi như 12 ngày, ngày thứ 13 là mình nhận được. Hộp này chắc nó lấy nó mở ra nó kiểm tra sao này. Hộp này không có ruột à. Cái này là kem nè. Đây là kem. Cái này kem thôi mà. Kem thoa mặt thì mình phải trả thêm tiền. Cái này có hồ cá dứa nè. Kem thoa mặt. Cái này cái khuôn của cái bánh bá chả. Quyền làm, Quyền mua cái muỗng này đó, Quyền làm tàu hũ đó. Bên đây không có cái muỗng nồi đặt được. Ngày nay mình mua cái loại này. Rất là dài. Cái này nhã nhục. Nhã nhục. Nó đóng rất là kỹ nha các bạn. Còn mấy cái này là mắm đó. Tiền đặt thì có mắm tép, mắm dừa. Dưa mắm. Qua cái thùng lạnh nha các bạn. Lần này nó cho mình cái thùng mút đi bỏ vô nữa nặng lắm.
Như nó lấy ra một cái nè. Cái này mình đặt ba cái mà bây giờ nó mở ra nó thử. Cái dục của mình cái đi mất một cái. Nó đem ra nó thử nè. Em nó mở ra. Em nó mở nó coi nó cãi. Toàn bộ hàng đã nhận đủ nha. Cảm ơn em Lan nha em Lan. Cảm ơn em nhiều lắm. Bây giờ chị gọi điện thoại cho bạn chị tới lấy nha. Cái này của bạn chị gửi á, gửi mua đó. Mình cũng bỡ một chút. Các bạn muốn mua mắm á thì hay là các bạn muốn mua tôm khô hay là loại gì á, các bạn điện thoại cho nhỏ em nè. Nó sẽ đóng hàng, nó chuyển qua cho mình luôn. Toàn bộ hàng là nó đóng rồi nó làm luôn. Nó sẽ cho mình coi cước phí bao nhiêu á. Để mình biết á. Cái này cá dứa nè, các bạn coi nè. Cái dứa ngon lắm. Nó cắt sẵn cho mình luôn nè. Mắm cá lóc với mắm ruột, dưa gan, mắm cá thu hả? Video của Huyền tạm dừng ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp các bạn vào được kỳ tới nha. Bye bye các bạn. Bye bye.